Vâng, hello, xin chào mọi người nhé. Chào mọi người đã quay lại kênh bán iPhone của em hôm nay nhé. Thì hôm nay em lại nên cho mọi người mấy cái mẫu máy giá rẻ loanh quanh từ các loại từ hơn 1 triệu đến con này thì là 11 Pro Max mọi người nhé. Giá hơn 8 triệu một chút này. Đấy. Có cả SE 2020 này mọi người này. SE này thì giá nó chỉ hơn 2 triệu thôi nhưng mà lại chạy chip của 11 Pro Max với 11 các kiểu. Dùng cũng khá là ok mọi người nhé, khá là mượt với cái con SE này. Đấy, iPhone 6S này, 5SE cũng có này, 7G các kiểu rất ok mọi người nhé, 7G 128 luôn mọi người nhé. Đấy, con đầu tiên này thì là con 5S, con này màn nâu mọi người nhé, thì em không bán. Đầu tiên lên mọi người, đây là con 6S này, 6S bản 16GB nhé, như con này thì pin 86 này. Giá cho mọi người là 1 triệu 150 nghìn nhé. Đấy, rất ok luôn ngoại hình này. Nói chung cái đời này thì nó cũng sâu rồi nên là ngoại hình nó có đôi khi có trầy một tí, vậy pin pin của cái dòng này nó không được trâu như ở máy bây giờ đâu mọi người nhé. Mọi người mua về để nghe gọi à, xem YouTube cơ bản thôi. Đấy, ngoại hình nó kia thì ok. Màn thì cam kết mọi người là màn zin. Đây mọi người nhìn hai cái màn, màn nâu và màn zin là mọi người sẽ biết ngay. Đấy, cam kết mọi người là màn zin và nó không có lỗi, nó có cả vân, còn cả vân tay luôn mọi người nhé. Đấy, âm thanh nó kiểu ok này, kể cả vân tay cũng còn luôn. Camera kiểu thì cũng đầy đủ, máy thì không lỗi lầm gì cả. Giá 1 triệu 150 nghìn thôi. Đó. Đây, con này 6S thì mọi người vẫn tải tải đủ ứng dụng mọi người nhé. Không không có lỗi gì cả. Đó, màn zin tải đủ ứng dụng luôn. Đó, tay nhé, mọi người xem nhé. Đó, mở luôn rất là nhạy, vân tay rất là nhạy luôn, cảm ứng ngầm yếu kiểu đều ok hết, cam trước cam sau này. Đó, bắt đầu lấy thì mọi người báo cho em, nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em mọi người nhé. Đang giảm giá thêm rồi, giá 1 triệu 150 nghìn với con 6S bản 16GB này nhá. 16GB thì mọi người về mọi người để xem phim lướt web hay là dùng các tác vụ cơ bản khá là hợp lý mọi người nhé. Đây này, con hai con xấu này thì hai con xấu này pin một con pin 83 một con pin 84 này, để cho mọi người với giá là 1 triệu tròn này. Đấy. Con xấu này nhưng mà ngoại hình của nó thì nó xấu. Ngoại hình nó xấu nhưng mà được cái màn biết các kiểu của nó thì vẫn ok mọi người nhá. Đây. Nó vẫn là màn zin và đủ chức năng cho em nhé. Đấy, vẫn màn zin và đủ chức năng, có âm thanh các kiểu đầy đủ hết, nó không lỗi gì cả. Đấy, như của con này thế này. À con này thì màn bị mực một ít, con này giá 850 này. Giá 800 này cho bác là lấy này, 800 này. Đấy, nó bị mực một ít ở đây mọi người nhìn thấy không? Đó, mực một ít giá 800. Nó vẫn đủ chức năng nhé, nghe gọi âm thanh các kiểu ok hết. 800 nghìn một cây, hai cây này. À một cây này màn đẹp giá 1 triệu này, cây này màn mực giá 800 này. Nó bị mực một ít này. 800 6S bản 16GB mọi người nha, một con pin 83 một con pin 84. Đấy, mà nói chung mọi người mua máy giá rẻ này về mọi người đừng yêu cầu cao quá thì nó không đáp ứng được. Đây này em nói thật. Máy thì đây còn tiếp theo thêm năm cho mọi người năm con màu màu gold mọi người nhá. Ngoại hình đây ví dụ như con này trời thì để cho mọi người 1 triệu này, còn con đẹp hơn thì giá là 1 triệu 150 nghìn. Đấy, bốn con năm con màu gold, nó ngoại hình thì cũng tương đối là đẹp nhé, 1 triệu 150 nghìn thôi. Thì về mọi người nghe gọi lướt web xem pin thì khá ok, pin toàn tám mấy thôi. Đây này, con này pin 93 này, pin 86 và pin 83 86 này. Đây mọi người xem này, ngoại hình như kiểu rất là ok, cực kỳ hợp lý luôn nhá. Giá chỉ có 1 triệu 150 nghìn thôi. Màn thì màn zin hết mọi người nhá. Đây ví dụ một con này, đây mọi người nhìn nhá, đấy màn zin và màn nâu thì mọi người sẽ nhìn thấy nó sẽ khác nhau nhá. Tất cả các máy nó đều như vậy, màn zin và màn nâu thì đều khác nhau hết. Đấy, âm thanh khá là ok đấy. Camera trước sau này. Cảm ứng nói chung là giá hơn 1 triệu thì mọi người mua về sử dụng cơ bản thôi thì ok, nghe gọi xem phim xem YouTube các kiểu. Cái con này thì vẫn tải đủ ứng dụng mà cho mọi người nhá. Đấy, mọi người vẫn tải được ứng dụng này ứng dụng kia thoải mái, không có
có vấn đề gì cả. Tại vì con này nó là 6S mọi người nhá, 6S chứ không phải 6 thường. 6 thường thì nó không tải được, còn 6S thì nó vẫn tải ok ngon. Đấy, toàn con đẹp hết đây mọi người này. Đấy, toàn con đẹp hết. Bao giờ lấy được thì mọi người cứ nhắn cho em nhé. 6S thì giá 1.150.000. À, con này thì nó cũng chầy hơn, giống như con này thì giống như hai con này thì cũng màn đẹp này, con này cũng à con này giá 700 này. Bao giờ lấy được thì em để lại cho này, màn nó bị mực ở đây này. À, nhưng mà vẫn dùng bình thường mọi người nhé. Con này chức năng các kiểu thì vẫn ok. Máy quốc tế hết, về lắp sim là dùng nhé. Máy quốc tế hết cho em nhé. Đây này mọi người xem này, toàn không giới hạn sim thôi, máy quốc tế hết nhé. Đấy mọi người xem thì mọi người tiếp theo lên cho mọi người ba cây SE các bạn nhé, SE đời 2016 nhé. Đây ngoại hình con trầy này thì để cho mọi người là 1.3 triệu nhé, còn con đẹp thì giá là 1.4 triệu. SE 2020 bản 64 ghi hết mọi người nhé, SE 2016 bản 64 hết nhé. Đây ví dụ như con này giá là 1.3 triệu này, 1.3 triệu một cây đi, để hết cho mọi người giá 1.3 triệu một cây nhé. iPhone SE 2016, con này chip của nó thì cũng ngang với lại iPhone 7 và 6S mọi người nhé, cũng vẫn tải được ứng dụng bình thường. Đấy, đủ chức năng. À, máy thì cũng có vân tay luôn mọi người nhé, còn vân tay hết đây mọi người này. Cái máy thì đều còn vân tay hết nhé. Đây thêm dấu vân tay này. Đó. Như này thế này. Thêm dấu vân tay này. Được cái là màn zin và đủ chức năng cho mọi người nhá. Mua máy về sẵn dùng thôi. Đấy vào lấy thì mọi người cứ báo em nhé. Con này như vậy này vẫn đủ hết vân tay, màn ok đẹp. À, lấy thì báo em nhá. Tiếp theo cho nên mọi người một dàn 7 128 giá 1.700.000 mọi người nhé. Con 7G này 128 toàn máy đẹp luôn này, màu hồng và màu đen. Giá là 1.700.000 một cây mọi người nhé, 1.700.000 một cây. Ai vào lấy thì mọi người báo em nhé. Đây ngoại hình rất ok, pin 80 này, pin 80 này, pin 82 này, pin 86 82 này. Đấy. Người cần thì có thể thay pin, em có thể thay pin cho mọi người, còn không thì cứ để vậy dùng thôi. Rất là hợp lý luôn nhá, toàn máy màn đẹp cho mọi người nhá, máy toàn máy chuẩn cho mọi người được mua về sẵn dùng thôi. Chứ bên em không bán hàng thay màn mọi người nhá, đây mọi người nhìn này, đấy, không bán hàng thay màn, không bán hàng lỗi, nó còn đầy đủ cả Touch ID luôn nhá. Đây thêm dấu vân tay này, đấy, máy nào cũng vậy thôi, đầy đủ hết Touch ID, kẻ con màu đen này, thế nên cho mọi người xem nhá. Đây nhá, ví dụ một con thôi nhá, đây Touch ID đây. Thêm dấu vân tay này. Đấy mọi người thấy không? Con nào cũng vậy luôn mà. Tôi lấy đi kiểu rất là nhạy. Màn thì là màn zin. Đây mọi người nhìn nhé. Một con màn zin, một con màn nâu nó khác nhau hoàn toàn ngay. Camera trước sau đây. Đều ok hết này. Cảm ứng các thứ này. Con 7G này thì giá nó, con này cấu hình nó cũng khá là cao. Nên mọi người mua về mọi người sử dụng thì lưu trữ kiểu ảnh nhớ kiểu gì nó ok hơn một chút so với mấy con khác. Đấy, nếu mọi người còn rẻ hơn một tí thì có bản này, có thêm bản 32 mọi người nhé. Đây 32 thì còn còn lại hai cây. À đây cây này là 6S bản 64 GB mọi người nhé. Đấy, 6S bản 64 GB. 6S bản 64 GB thì là 1.350.000 mọi người nhé. 6S bản 64 ấy. 1.350.000. Tiếp theo lên ba cây iPhone 7G bản 32 mọi người nhé. 32 thì là 1.550.000 này. Ngoại hình ba cây này thì rất là đẹp cho em nhé. Đấy rất là ok luôn này. Đây, rất là ok, rất là hợp lý đúng không? Bắt đầu lấy thì mọi người cứ báo với em nhé, 1.550.000 7G bản 32 GB. À, tiếp theo lên là mọi người hai cây 11 Pro Max hôm trước em bán 8.500.000 đấy. Hôm nay để cho mọi người 8.300.000 một cây nhé. Đấy bắt đầu lấy được thì đấy. Một Pro Max này thì chưa chưa có báo gì mọi người nhé. Đây màn vẫn là màn zin, pin thì thay rồi mọi người nhé. Đấy 11 Pro Max cái pin thì em thay rồi nhưng mà không có báo pin linh kiện đâu mọi người nhé, sim thì không giới hạn, màn zin cho mọi người. Đây mọi người xem này, kể cả bất kể máy đời sâu hay đời đời trước thì
Đấy, màn zin nó sẽ khác với màn nu. Màn nu nó màu xanh xanh cơ. Vì máy thì cam kết mọi người là máy máy quốc tế nhé, không phải máy inox đâu mọi người nhé. Đấy, cảm ứng này 8,3 triệu. Ngoại hình thì cũng tương đối là bản 256 GB mọi người nhé, 11 Pro Max bản 256 GB. Đấy, nên là mọi người với cái giá rất là hợp lý rồi. Ngoại hình thì cũng tương đối là đẹp, cũng không có cấn cấn móp gì đâu nhá, rất là mượt luôn này. Đấy, đây chung giới thiệu này, 11 Pro Max này bản 256 GB này, chưa có báo bảo trì cả, màn rất là đẹp mọi người nhìn này. Không ám ố, không lưu ảnh, không lưu màu gì cả. Cái dòng 11 Pro Max dùng pin rất là tốt các bạn nhá. Đây nhá, đấy mọi người nhìn đây, mọi người so vào một phát là mọi người biết ngay. Để một mình thì có thể mọi người không biết, nhưng mà so con màn nô mọi người nhìn biết ngay, mà màn nô và màn zin nó khác xa nhau khá là nhiều. Đây nhá, con này chạy 17,2 thôi, bản 256 GB này, không giới hạn sim đây mọi người này, máy quốc tế nhá mọi người nhá, tất cả là đều là máy quốc tế hết nhá. Face ID kiểu cũng còn luôn mọi người nhá, không không lỗi nhá. Pin này, pin 100% này, đó con kia cũng pin 100% nhá. Đấy, bao lấy thì mọi người báo em nhá. 11 Pro Max bản pin 83%. Đây, à pin 100%, giá 8,3 triệu. Ngoại hình thì con này thì nó cũng có chóc sơn nhẹ đấy, nhưng mà cũng không có cấn móp, với cái bọn này nó viền thép, khung thép thì khá là ok mọi người ạ. Đó, vào lấy thì mọi người cứ báo em. Đây nhá, màn còn chu tông đây mọi người này. Đấy, nên 11 Pro Max thì mới có chu tông nha mọi người nhá. Chứ hôm trước có một cái bạn kia rất là buồn cười nhá, mua con SE này cũng có chu tông này. Đấy, có một bạn kia bạn mua em con 7G giá 1,5 triệu, thay pin đầy đủ ra rồi. Vì bạn ấy thấy nó không có chu tông nên là bạn ấy trả lại máy, xong bạn ấy nhắn tin cho em bảo là em thay màn không có chu tông, nên là em thật sự là quá là buồn luôn, bạn ấy không chịu tìm hiểu. iPhone 7 thì nó chưa có chu tông nhé, nên iPhone 11 các kiểu nó mới có chu tông. Đây, iPhone 7 đây nó chỉ có hai cái này thôi, chế độ tối với last night này thôi, chứ nó không có chu tông đâu nhá. Đấy, mọi người mua thì mọi người chú ý nhé, máy em bán nó là màn zin chuẩn, em không bán màn nâu. Nếu mọi người nhận máy, mọi người kiểm tra thì cũng mọi người cũng phải chú ý một chút. SE và 11 Pro Max các kiểu thì nó mới có chu tông. Đấy, con này là SE 2020 này, giá là 2,6 triệu này. Giá 2,6 triệu này, SE 2020 nhá, pin 87, bản 64 GB nhá. Đấy, màn zin, pin zin cho mọi người. Nâng nâng thay. Mặt nâng là thay, thế thôi, còn lại là zin. Giá của nó thì con này thì dùng bao chất rồi, rất là ngon. Chip của nó chạy chip 11 luôn nhá. Chip về chip 11 luôn, giá này chỉ hơn 2 triệu thôi, bác nào mua về làm máy phụ con này thì quá là hợp lý luôn rồi. Ngoại hình rất là đẹp, màn đẹp, zin. Pin chuẩn. Đây nhá, đấy mọi người nhìn thử nó biết ngay, em so cho mọi người biết con màn zin và con màn nô nó khác nhau nhá. Bác nào lấy thì báo với em, giá là 2,6 triệu nhá, một cây duy nhất. Rồi em xin phép các bạn là kết thúc video ở đây nhá.